Vui đón Giáng sinh, khơi nguồn sáng tạo. Sở hữu ngay top 15 món quà Lego ưu đãi lên đến 30%. Trải nghiệm niềm vui lễ hội với tàu lượn biết bay diều cây, dạo chơi biệt thự gia đình của Andrea, biểu diễn hòa nhạc trong nhà và hồ bơi hình trái tim dễ thương. Bể cá thần kỳ 3-trong-1 có thể biến thành giá vẽ và rừng chứa kho báu. Tàu lửa học đếm số giúp bé phát triển tiềm năng toán học. Và đừng quên đón xem chương trình Chơi cùng Lego phiên bản Giáng sinh vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần để nhận những món quà giá trị từ Lego nhé.